Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ vừa tiết lộ vũ khí chiến lược mới từng được Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đề cập vào cuối năm ngoái có khả năng là một tàu ngầm kiểu mới nặng 3.000 tấn, được trang bị nhiều tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Thông tin này được đăng tải trên tờ Dongwa Inbo của Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 5. Tiết lộ này có thể liên quan đến báo cáo do Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS trình lên Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội vào ngày 6 tháng 5. Báo cáo cho biết, nối tiếp vụ thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM ở khu vực xưởng đóng tàu Simpo, tỉnh Nam Hamgyong hồi năm ngoái. Gần đây, Triều Tiên có vẻ đã tiến hành vụ phóng thử trên mặt đất để hoàn thiện tính năng của SLBM. Ngày 11 tháng 5, một nguồn tin quân sự của Hàn Quốc hé lộ rằng, mặc dù chưa có thông tin gì về vũ khí chiến lược mới của ông Kim Jong-un, nhưng nhiều khả năng đó là kiểu tàu ngầm mới, có thể mang tới 3 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM có tên là Pukguk Song 3. Ông Kim chắc hẳn phải nghĩ rằng Triều Tiên có thể là một quốc gia hạt nhân mà Mỹ không thể bỏ qua một khi nước này có trong tay các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM như Hoa Song 14 và Hoa Song 15, cùng một tàu ngầm có thể phóng nhiều Pukguk Song 3, một nguồn tin khác bình luận thêm. Theo Dongwa Inbo, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể cân nhắc tăng cường sức mạnh công hạt nhân nhắm vào Washington và New York bằng ICBM, đồng thời nhắm vào quân đội Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như căn cứ của Mỹ ở đảo Guam khi hoàn thành sức mạnh răn đe hạt nhân đối với Mỹ. Thông điệp năm mới vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ phát triển thêm một sức mạnh răn đe hạt nhân. Báo chí Hồng Kông từng khoanh vùng vũ khí bí mật này là tàu ngầm dựa vào thông tin Triều Tiên từng công khai nói nước này đang có những nỗ lực lớn để mở rộng hạm đội tàu ngầm có trang bị tên lửa.